Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Hương Sắc Miền Núi Vlog. Thì hôm nay đây, tôi với ông Bình đang đứng phía sau này. Thì hai anh em có một chuyến trải nghiệm đi rừng tìm cái cây phong lan các bạn ạ. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang đứng ở trên một cái đỉnh núi đá rất là cao rồi. Nãy giờ leo lên đến đây rất là mệt, nhưng mà khả năng là cái xác suất tìm thấy cái loài phong lan này rất là khó. Trước thì Bình nó bảo là có thời gian nó lên trên này nó lấy gỗ ấy, thì nó nhìn thấy, nhưng mà nãy giờ anh em chúng tôi đi tìm thì cũng không còn thấy nữa. Thì cái loại lan này thì nó tên là lan gì nhỉ Bình nhỉ? Lan đấy tên là lan gì? Ừ, hải hằng à hay gì? Nó là lan hải hằng các bạn ạ. Thì lát nữa cái hình ảnh mà tôi hình ảnh của cái cây lan hải hằng này tôi sẽ chèn vào video cho các bạn biết nhé. Các bạn nào chưa biết thì biết là cái lan này nó như nào. Thấy mua thì lên tìm thử xem có không thì lấy về bán, nhưng mà khả năng là anh em hôm nay đi thì chắc là móm rồi. Nãy giờ lên không thấy cây nào đâu các bạn ạ. Tiếp tục di chuyển sang cái phía bên này các bạn nhé. Xem có được cây nào không. Nếu mà có lát nữa tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem là cái môi trường sống của cái loài lan hải hằng này nó như thế nào. Đây cũng là một loại phong lan nhé các bạn nhé. Nhưng mà tôi thì không phải dành về lan nên tôi cũng không biết rõ đây là tên chính xác của nó là loại phong lan gì đây này. Nó mọc bám ở trên cái tảng đá này này. Phía này nó có một cái nụ hoa này các bạn này. Khả năng là nở hoa rồi, cái này là cái phần quả của nó thôi. Đây anh em trên đường đi thì bắt gặp một cái cây đao đây các bạn này. Đây này. Tôi quay cho các bạn là cái cây đao nó như nào các bạn nhé. Thì cái cây đao này thì nó cùng họ với cái cọ ấy các bạn. Nhưng mà nó mọc tự nhiên ở trên rừng thôi. Cái ngọn của nó ăn rất là ngọt các bạn ạ. Nó giống như là ngọn của cái cọ hoặc là ngọn của cây dừa ở trong Nam các bạn. Thì người dân quê tôi vẫn hay lên rừng để chặt những cái ngọn của cây đao này này về để ninh với xương ăn các bạn nhé. Xào hoặc là xào ăn rất là ngọt, ăn sống được luôn. Thì ngoài làm thức ăn ra thì cái cây đao này còn được một số bà con dân tộc ở trên quê tôi sử dụng để nấu rượu nhé các bạn nhé. Nhưng mà ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì cái cây đao này nó cũng không còn nhiều ở trong tự nhiên nữa, nên rất là hiếm cái rượu đao. Rượu đao này thì nấu với men lá thì đúng là tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ nó gần như là thành đặc sản rồi. Chặt sâu thế hả Bình? Chặt tận dưới á? Tận dưới mới được ngọn thôi. À thì nhưng mình bóc dần lên là vừa đúng không? Chứ chặt ngang lên cái đoạn trên này thì không còn, nó chỉ lá. Nó chỉ là lá. Cái đào này những cái cây nào to người ta còn đốt trước xong là người ta mới chặt rồi phải không? Đốt cho nó hết những cái rác ở phía ngoài này. Đối với những cây đao mà to các bạn thì người ta thường người ta sẽ dùng lửa người ta đốt những cái phần rác này ở bên ngoài cây đi để cho nó dễ chặt các bạn nhé. Bổ đao cấp tốc. Ai da, chặt lắm. Chặt nốt cái ấy bên này này, nó mắc ở cái rác ở bên này này. Vừa đến ngọn luôn, sợ mất củ. Mất củ à? Củ củ ấy.
Đây này các bạn này, ăn thì người ta sẽ sử dụng cái phần củ non này các bạn nhé. Đây này, bình nó chặt tận dưới nhưng mà nó bẻ ngay đến cái phần ngọn của nó rồi. Chứng tỏ phần ngọn của nó mọc rất là thấp này. Ăn đi, chặt chặt miếng, chặt đôi cho. Mẹ rau. Cầm đi, không rơi được. Sợ bổ vào tay. Đây này các bạn này, ăn cái phần non này các bạn nhé. Rất là giòn luôn. Bạn nào mà ở trong Nam mà ăn cái củ hũ dừa rồi thì biết cái củ ngọt đao này đó. Ăn nó cũng tương tự như là cái củ hũ dừa các bạn. Hoặc là cái củ ngọn của cây cọ nó cũng vậy. Xin mời các bạn nhé, các bạn ăn thử nào. Giòn và ngọt lắm các bạn ạ. Ăn nhiều cái này không biết có bị say không. Ăn củ già nó hơi ngứa rồi. Ừ. Bình nó bảo là cái phần lõi này ấy, thì ngoài làm rượu ra thì ngày xưa các cụ ấy, cái thời mà còn khó khăn thì hay lấy về để cho gà ăn nhé các bạn nhé. Nhưng mà cái phần già này nó sẽ bị hơi ngứa này, ăn sẽ bị ngứa các bạn nhé. Chúng ta sử dụng cái phần non này để ăn thôi. Rất là giòn. Chắc là ngọt nhất là cái phần này nhỉ. Cái phần ngọn này nó không ngọt bằng đâu. Ngọt ngọt hơn á. Đúng cho núm này, ngọt thế. Mềm lên từ đây. Và thường thường ấy, đây này các bạn này, thường thường mà các bạn nào mà hay đi chợ phiên vùng cao ở Tây Bắc thì sẽ hay bắt gặp người dân bày bán những cái ngọn đao như này các bạn nhé. Đây, đi bán thì người ta sẽ chặt như thế này thôi để người ta bán này. 30.000 một cái ngọn như này các bạn nhé. Về các bạn có thể là xào hoặc là nấu canh ninh xương cũng rất là ngon. Có ngọt không? Ngon ạ. Cái phần lá non, đây là cái phần cận non của nó này các bạn này. Lá này. Ừ, thì sau này nó phát triển già lên thì nó sẽ thành cái nó là chính là cái thân của cái lá này này các bạn này. Để tôi ăn thử xem nó như nào. Mềm không bạn ạ? Cái phần lá này thì ăn nó cũng có vị hơi ngọt thôi, nó cũng không ngọt bằng cái củ đâu. Nói chung là ăn chơi được. Ngon thì nó không ngon. Phần củ nó vẫn ngon hơn các bạn. Ăn nó mềm thì nó không giòn như là phần củ. Đây, ngon nhất là cái phần này này các bạn này. Cái phần đấy vẫn ăn được nhỉ, vẫn là cái phần non mà. Vừa ăn cái lá tận ngọn này còn đấy. Còn phần lá này ăn nó không ngọt bằng cái phần củ đâu các bạn ạ. À, đây là phần củ này. Đấy, phần củ này vừa giọt ngọt và vừa giòn các bạn ạ. Ngon lắm. Cái này có một cái bẫy này các bạn này. Bẫy này khả năng người ta đã đặt khá là lâu rồi, khá là nhiều lần rồi. Đây, trước mặt tôi đang là một cái bẫy đá nhé các bạn nhé. Một cái cách bẫy rất cổ xưa của người dân tộc miền núi. Đây này các bạn để ý này. Đây là cái hòn đá nhá. Và phía dưới này nó là một cái cành cây. Thường thường thì cái bẫy đá này người ta sẽ đặt dọc theo cái lối đi của con chuột này. Các bạn ý nhá. Đây, con chuột nó
đi ăn nó sẽ men theo những cái vách đá như này, và người ta sẽ đặt ngay đây. Xung quanh thì người ta sẽ rào lại đây, có những cái cây người ta chắn ngang đường để cho con chuột nó sẽ chui qua đây. Khi mà con chuột chui qua đây ấy, thì nó sẽ mắc vào những cái cây ngang như này này. Cây ngang này thì cái phần này nó sẽ, cái phần ngàm này nó sẽ sập xuống này các bạn này, đồng thời là cái hòn đá này nó sẽ rơi xuống và nó đè chết con chuột các bạn nhé. Bẫy này thì nó rất là an toàn, không nguy hiểm cho người đi rừng, mà chỉ bắt được những cái loài thú nhỏ thôi, như là chuột hoặc là sóc hoặc là con rúi. Bây giờ để tôi sẽ test thử cái bẫy đá này cho các bạn xem là nó có hiệu quả như nào nhé các bạn nhé, nó độ nhạy nó như nào. Đây, bình nó sẽ thử cho các bạn xem. Đây này. Đấy, các bạn. Rất là nhạy nha các bạn nhé. Rồi xin lỗi bác nào. Bẫy cái bẫy này nhá. Anh em chúng tôi chỉ test thử một cái thôi. Là căng lên được mà. Ờ, bây giờ dựng lên đi, thôi dựng lên cho người ta đi. Đơn giản. Bình nó dựng lên lại các bạn này. À đây này. Cái nguyên lý của cái bẫy đá này cũng rất là đơn giản này các bạn ạ. Con nào là que ấy. Gãy que rồi sao ấy. Đây. Đấy nè. Tình hình là anh em tôi tầm lan thất bại các bạn ạ, không thấy được cây nào đâu. Thì bây giờ ngang trên đường về thì ngang qua có một cái bãi rau rảo củ lam này. Anh em chúng tôi sẽ hái một ít về để xào ăn các bạn nhé. Đây. Cây rảo củ lam này nó là vị thuốc nhé các bạn nhé. Cái trà rảo củ lam ấy. Thì người ta sẽ dùng những cái thân già của cái cây này, người ta băm ra người ta phơi khô này. Trên quê tôi thì đám cưới người ta cũng rất là hay dùng cái cây rảo củ lam này để xào với lòng gà. Ăn rất là ngon. Ăn nó có vị hơi đắng đắng nhẹ các bạn ạ, nhưng mà là hậu ngọt. Đây các bạn nhé, sau một hồi thì tôi đã vặt được một nắm khá là to rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về để mang về để xào thịt nha các bạn nhé. Cái loại rau củ lam này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe này. Hôm nay tôi chỉ hái những cái phần lá non thôi. Nhìn nó nhiều này thôi các bạn ạ, nhưng mà xào nó ngót đi còn rất là ít. Để tôi chia sẻ đến các bạn cái món rau củ lam xào với thịt các bạn nhé. Thì ngoài cái nguyên liệu là cái rau rau củ lam mà hôm trước tôi đã hái ở trên rừng về, thì ở đây tôi có một ít thịt vách ngăn nha các bạn nhé. Có thể là các bạn dùng thịt nạc cũng được, hoặc là lòng gà thì ngon hơn. Và ở đây thì tôi có một chút hành và tỏi băm. Cái rau rảo củ lam này ngoài là một vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe thì đồng thời cũng là một món ăn rất là ngon các bạn nhé. Để tôi thử xem là cái rau này nó đắng hay là nó ngọt. Tại vì là cái rảo củ lam này có hai loại các bạn ạ. Một loại thì nó đắng nhiều hơn. Để tôi thử các bạn nhé. Xin mời các bạn nhé. Loại này là loại rau củ lam ngọt các bạn ạ. Ăn vào thì nó vẫn có vị hơi đắng đắng thôi, chứ nó không đắng quá. Rất là ngon. Video của tôi đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay ấy, thì cho tôi xin một đăng ký kênh, một like video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.